Đừng có ăn chu lại nữa, tức. Chùm lên. Chùm lên. Hello anh em, chào mừng em quay lại với channel của mình. Hiện tại mình mới kêu anh Quốc dưới tiền với chiếc xe để thực hiện một cái màn tôi rất là vui luôn. Mình mới nghĩ ra nãy luôn anh em. Nên mình kêu ra là trong lúc mà tình thuốc luôn. Chịu rửa mặt chưa? Cái bỏ thuốc quyết à. Tụi bỏ thuốc dữ vậy. Tụi nghĩ lẽ tôi điểm sai rồi. Thôi bây giờ mình sẽ nói vào clip luôn. À mình nói làm gì? Anh em cũng theo chân để xem clip mình trôi như thế nào chứ. Rồi đây mình nói nhảm gì vậy? Ừ. Kêu đây nói nhảm gì vậy? Bây giờ ra giờ thấy cái quay đó mà mình bàn, bàn, bàn cái công việc. Bàn mẹ em cái quay luôn đi. Bàn đâu. Chịu ông quay đâu em. Vậy đó mày. Lộ đi. Thôi giờ mình sẽ bắt đầu clip nha anh em. Nói chung là mình sẽ take quay để bàn những cái anh em. Cho nó quắc nha các bạn. Đây nói chung mình mới mua cái cục kèo với men tốt vậy nè. Uống chưa? Ừ, cái mùa qua vậy. Ờ thôi đấy. Mày nói nhỏ nhỏ thôi, mày phút nó nghe im. Làm nút nước này. Đó chị, đó chị, từ từ từ. Mày nói gì vậy? Thì tiếp quay dùm tiếp. Không biết đây sao mà nước rồi chứ mày. Anh em mình không biết. Có xe đâu, có xe đồ. Có xe đâu. Xe ai? Xe đây. Hôm nay mình còn phút các bạn. Để coi thử cốc xe các bạn có xu. Lộn xuống mà lộn nghe kiếm mày. Cục vàng như vậy. Cái gì vậy? Đầu quân lộn nó mua mình ăn cái bóp đấy kìa. Kìa kìa kìa. Có bị thư nữa nè. Cắt đi. Tiền có tiền lắm ít nè. Bữa giờ đang có thiếu tiền. Làm gì vậy? Tại mày tiền quá. Mấy nó tiền đô không à? Mấy nó có tiền đô. Mấy nó có tiền đô. Mấy nó có tiền đô. Đừng phải toàn giấy. Đụng mày. Càng tư nhân cũng. Càng tư nhân cũng. Kẹo xin lỗi. Tôi đã đưa cao đâu. Đưa ghét nhưng mà. Tôi lấy vào chuyện gì giải thiết. Giờ là quay tay. Giờ là úi mấy anh heo ăn bà nhà nào. Chị nó phải giờ được. Rồi đỡ mình biết cái lỗi lại ạ. Biết không đủ quét đối thôi. Chỉ là mày đi mua chai máu. Đi ăn tối không? Mày đói, mày đói. Mày nhớ mày cái mày giỏi cái mày ăn. Đúng rồi. Đâu, chết đâu. Chết mẹ nó một mạch tao mẹ. Rồi lúc trước giờ mang mẹ mày cho không? Chạy xuống dưới kia. Tôi tao chạy chưa. Lấy kinh lấy kinh đắp vô. Tao leo cái màn hình. Rồi rồi rồi. Mày ướt mẹ mày. Đại lộ trước ạ. Lấy kinh. Ờ lấy miếng cổ tiết này. Cổ tiết. Cổ tiết. Đủ mấy ông chết gì đâu mà ướt màn hình luôn. Giờ đủ điên nhất cổ tiết cho chị. Đủ nhau đó mình nhét cái gì đàng hoàng. Thôi đưa tới. Đây luôn đi. Khởi đầu may mắn cùng Coca-Cola. Trọn bộ quà Tết thay lời chúc xuân. Làm báo cái mình cá nghiệp. Dạ cũng được. Ừ, mà làm sao mà nước à. Làm sao mà nước rồi. Cái loại bì ăn thấy sao mày. Ừ. Đổ nước trong bì luôn, đổ nước trong bì luôn. Đổ nước trong bì thì lỡ nó tràn sao. Ờ, nó ngu với mày thiết. Bì về mà em chạy nó. Coi nha, nó đang ăn nha. Đói em lên. Mà anh coi như người ông vỗ luôn nha. Không chơi đâu, không chơi đâu, không chơi đâu. Chơi một lần à? Một lần à? Không. Nhưng mày cũng xịt một lần nhưng mà xịt hai lần nấu không? Nó còn nguyên nước. Nó xịt nó còn nhớ mà nó nhít nhiều quá. Là đồ nó chơi chiến quá. Chơi đồ mẹ đi. Nó không thấm tới đâu mà chạy. À, là bị cao muốn uống luôn quá. Dùng lụm cá nữa, bỏ vô uống. Giờ nếu mua bê chai mẹ này mua tiết kiệm nữa mày. À, mày ai biết chảy. Giờ sao? Giờ đổ nước mày chén rồi. Đi tiền ở nơi đây chén. Đổ nước chén vô. Nhiều không? Thất mẹ được rồi. Cái đồ chơi đâu. Chơi đâu. Chết rồi. Mẹ dưới. Cứ thế là không mong mày. Cứ thế là lối đi. Đưa kiểu, đưa kiểu. À, thử nó xuyên rồi. Đúng sao không chị, bây giờ bỏ là nó xin liền. Từ từ ngoài để anh giúp con máy nó vô mình xin là mình chữ chết nó. Rồi sao đây? Rồi sao bỏ vô đúng bây giờ nó bán nó xin lên sao? Hay kêu phúc xuống. Không phải bỏ chị, bây giờ mà mình bỏ cho nó nằm trên một cái dành chỗ đây thôi. Chút mà nó ra giết chi đèn nào nó không đụng. Nó không lách, đúng không? Đúng không? Mà bỏ cho nó xì rộ mẹ như không luôn á nha. Thằng như hết ngu ghét. Nó tới đây là nó rớt xuống rồi. Đi ra đây. Yêu mẹ đây. Vừa nuôi bò mẹ nữa. Ê đừng đụng xe tao nữa. Ê đừng đụng xe nữa, bỏ chỗ đây, chút nó giết cho vợ lách. À, không ạ. Mấy cái xì bò còn sợ bông không? Từ từ chứ, chưa biết mà. Tụi người không có không ạ? Ừ. Thôi rồi. Đã có thì tới rồi hết. Rồi. Sao nó có hết đấy? Khoa học để chứng minh là con tự lòng. Kìa đây, tụi người nghe. Ok. Đây,
sao đâu. Đâu có gì đâu. Anh đổ mé sao bị mùi xà bông mày. Ốc chó kìa kìa các bạn. Ốc chó kìa kìa các bạn. Đi ngay. Ủa mới có hợp là chứng minh chưa? Chưa. Chưa làm mà đâu. Không làm rầu mà sao nó xì mà sao cái đây nó hiện tượng cửa. Lý quỳ. Có lắc lên lá xì này. Ở đây xì, ở đây xì. Á kìa, bỏ ra kìa. Chánh á. Bỏ cái đèo mà tao the nước rồi chứ mạch mày giờ cho bỏ. Anh em đừng đụng chi nữa. Đụng chi gì đâu. Đụng chi nữa nó lách mà. Đừng đụng quốc. Mà vô mày kêu Phúc mày của em. Kêu không dạy cả. Kêu Phúc là làm cũng được đâu. Cái không biết làm đúng không? Chi. Họ được. Đang này. Bé làm gì? Bé làm. Nghĩ sao có biết. Tách. Giờ mình đặt cái quay đó Kiều Phúc xuống nha các bạn. Ok, bây giờ mấy anh em sẽ lên Kiều Phúc nha các bạn. Trời, cái sao nó. Được tiêu tới đó. Gì á? Ở đây đó cái hàng cũng giỏi quá. Ai vậy? Vừa quá kìa. Đây, ở đây lên đi. Ở đây đi. Đi màn tàn. Ôi mời. Phé gì? Được. Đây, đi độ khó. Rồi anh lên ga bốc đầu là phóng nhanh. Thằng lồng mập. Còn xa lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thế nào? Em biết cái hay. Thôi dài, thôi dài mấy anh em mình đi kiếm gì làm đi. Đi Phúc. Anh đi Phúc rồi, đi chạy chạy chạy. Ngủ luôn. Chị dễ mà nó đố đồ. Đi đi. Thôi đi. Đi xuống mấy anh em mình đi đi anh xe xe mày. Đi xe. Mình làm gì cá mẹ. Vô vô mày. Chị cá chị. Chị cá mình đi chân. Ờ. Lên lên tay mà đéo. Đi đâu vậy? Cái tự nhiên nó đi yếu mà cũng đi theo. Thông thân thông thân trong rộng gian ngoài đình có con sư tử đang múa quanh vòng quanh. Múa đạn quá. Vô của em cầm đuôi. Cầm đuôi cầm đuôi. Có đoàn chuyên lặng. Đi 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 bắt em mà đi. Đi cho đầu. Mở bế chừng giờ lạnh đi. Đi đi. Có chi mày? Chi mày bị tao sao Phúc ơi? Lên lấy à. Đây, nãy tao lấy đây. Biết rồi. Ừ. Nè. Mở gì vậy? Điểm nó gì quá. Ê, đây đây đây. Ở đây đi. Để đi xe Phúc chứ. Đi chứ Phúc mày. Đụng mẹ ngay. Không mà cũng đúng không? Bữa ai biết ông phé như tôi vậy. Đúng rồi. Bác chị nói đi, bác chị ăn đi, bác chị nói. Bữa ông phé. Ê đu. Chị cũng thiếu cái mi lạnh hay sao á? Chị Phúc, chị Phúc chị nhớt vô Phúc. Không có, có mi lạnh. Bếp vàng lạnh như xe con nghe, nó nhỏ nước luôn à. Chị nhớt đâu? Là mát. Đó, chị nhớt nước đầy ở dưới bù đấy. Chết mưa giống vậy. Mưa. Đi mẹ, đi. Ờ, mà đi đi. Mà đi xe ai? Đậu mẹ mơ, xe là mua hiếm. Mua hiếm gì? Đi mà không làm gì khó còn gì hay nhất. Có chi quắc đâu? Chứ đứng chùm chùm đấy. Không làm gì có chi mà kìa. Tình kia mình vô nó lết rồi. Có gì là mua hiếm đi. Lấy mua hiếm cho nó. Chị nào mà có mua hiếm chi tao bỏ trong cuốn chi mà mày biết. Chị ngu dữ tiếp. Tao làm phút nha. Trời ơi. Mình thất bại rồi. Như vậy mày? Như vậy đủ ai khẹt lùng như vậy? Chưa. Ê là từ coi. Là chim trong lòng anh bay à ra ô chim tung ca nó sẽ tan quần què. Gì vậy? Gì đây là gì? Tức đấy! Anh nợt rồi đó. Đố với. Chủ, nhìn nhức nhực. Chủ, trời băng. Chủ! Cái đồ, quắc đồ. Thì sao đó chị bọc mày?
mẹ nó mở dưới lùn chưa làm được mày. Ai biết mày cây chân đâu chơi đấy chứ vậy quát dài ăn đổ vô trong bình xăng này nữa nè, chạy vô bình xăng này em cất luôn nha, luôn cái một lá nữa đối tụi giờ mở ra đâu nó rất nhợt em. Ai biết mở mở chạy ra đang kiếm mà đổ mày đi nhờ em kiểu làm gì không ai làm vậy tụi ta làm nhá ai. Ta làm tính rồi, làm clip rồi. Bỏ mình tốt vô bọn ơi, trong có mình tốt đồ nó. Bỏ cuộc lên. Ờ sư bọn coi sao nó thất bại hay. Có khoa học nghiên cứu cái này. Này bao nhiêu kiểu này. Thất bại. Ờ mà tiền đâu? Bóp tiền ở trong đây đâu? Tiền bóp đâu? Bóp lại. Lên lấy đi mày. Đây. Thấy giờ anh lấy rõ ràng chỉ tao. Có coi. Còn cái bao trong nó, lấy ra. Lộ lắm bao trong đó. Đào lắm hết bao. Lấy ra. Ra luôn. Lấy bao gì? Lấy bao. Lấy lên cho con Phật thiết nào. Lấy nào lắm. Lấy cái bao đi. Lấy cái bao đủ anh chá bao đi. Đủ quá. Một cái tin thì tao cho đó mà làm. Cái đồ tao coi thế mà làm vậy? Cái bao mày lấy chi? Muốn không? Lên cho mày. Muốn lấy cái? Lấy trái cây nữa. Muốn đều ra. Bị trái cây nữa. Lấy trái cây nữa. Mày tao đạp gì nói? Tao đạp gì nói? Làm gì vậy? Ông cái con đâu mà cầm mùi cho em mà đồng nghề chủ chi mà nó làm xong rửa xe lại chủ cái rửa xe là thất bại nha các bạn. Đúng mấy nói chung là mình bảo mình tốt đó nó chỉ bọt lên trình phúc mà sao nó không chỉ kiến mình không biết cách làm luôn á. Cái gì ờ biết vậy đỡ trôi chim quắc cho đầu mấy trôi chim rồi tao tao dịp mẹ làm clip gì nè ở dưới nghe sao làm đủ mình cho cũng biết cho trước đi ai đâu biết đâu đủ tao tướng chứ thành công chứ rửa xe rửa xe nha nó đòi vào chung lại cho tức chùm lên chùm lên đừng khóc nữa mà không được buồn em xứng đáng với những nụ cười làm biết được cái gì hết lòng phúc động trời nó làm cái nhà giao tiếp của tao nó ông nó làm giếp coi vô đây coi đủ mẹ lấy giếp coi thương nhưng mà vô lòng lấy giếp coi tự nhiên xin cho tự nhiên lấy giếp coi quay quay tụi tao bếp rồi cô mày anh quá lấy giếp ra lấy giếp coi cái gì vậy mình luôn gì vậy một cam là cam cò à hẹn hẹn ngay giếp người thấy giấy giấy anh ta lấy giếp giếp cho em mày đó nó vậy mày cho lấy giếp này lấy lại lấy giếp lấy giếp đi cái tàu đổ ai quen ờ lấy giếp đây lấy giếp đi tình quần ấy từ từ lấy lên lên lấy mày lấy gì kìa Chắc nào chẳng ngay đi trước khi mọi người dân có thể hơn.